là có tí ngang tắt đi. Bắt trước đi nó chạy. Giết giết cái đằng đó. Giết thì bốt. Giết cái này đáng nữa. Nhảy, trụ này nhảy. Chí này giúp của chết quá. Lại mày nói vậy nữa không rồi. Ý là nó giúp của chết. Sao là nhảy? Từ từ nha, từ từ nó mau. Bắt không rồi, to này nó đi. Đúng không? Ừ. Đâu phải đi phải ăn, không phải không? Nhi. Nó. Nó vô nhà rồi. Ở đâu Nhi? Ra bà biếu. Bà mới chứ đừng đưa qua cho thầy. Sao nó chở siêu đây luôn mà tụi nó dừng ở lượt rồi biết. Chân nhiều bốc xài á. Chắc nó còn đi nữa là sao? Cho nó đi, nó đi ấm vô hề luôn. Không có con gì bắt đặt tán. Thấy dù là sao mà giờ mở răng? Nghe tiếng động gì luôn. Cái nhà đó bây giờ nó kín lắm. Ở đây mà nói tha ra, này nó xấu, tha ra vậy, bên nó không nghe nữa. Không, đạn cơ. Vô hôm qua bà tám mét cho mấy lũ nhỏ nó xúm lại trọn nữa. Đi rủ vậy đi nó mất hết mà. Hồi trưa mấy cái chiều ấy. Chiều nó bao quang. Chiều nó dẫn vô trong quay mà. Quay nguồn đường đi. Chiều nó đi làm gì chút nữa ra. Ra đây nó nhổ ăn cơm vô. Hồi nay bấy nó cho thủ ăn mời mình mày ăn cơm ra đánh. Nó già mà lũ cái kế vô trong hình ống ra. Lúc đó là bà đang cái có. Cái có em. Ừ. Cái có xong rồi mới ra đấy. Ừ. Sao ngày nay nó đi làm chỗ bậc tam cấp ở chỗ trước mau ra đục đấy chú xấu mày biểu cái thằng gì nó làm cái nồi châu heo cái bếp nấu châu heo đấy rồi cái mua cái bia kêu lại vậy không có thằng ngất xíu không ấy ngất xíu nào trong đó làm nè siêu mau cái gì đó rồi nó kêu lại thôi chứ có làm vậy là cái đó đâu cái cây xong cho nó thơ đấy mà nãy giờ mình để ý có giao kết chưa ta có con thì anh ba ngửi nha nó đang cắt cây nó kêu cái gì xin xéo mà ra đây nói vậy nói với làm xong nay xong rồi lỡ cỡ lỡ làm cho rầu luôn đó làm vậy hôm uống đi sáng rượu uống nữa thâu chiều nay chở ngủ. Nó cắp cái nó ngứa rồi tí nó chạy. Sao nó chạy vậy nha? Máu nó chạy nè sao nó chạy vậy? Bữa nay nhố đỡ con líp ra vào ra nhưng cái bông này giờ ông ra không quýnh á. Non mốc xuống số màu. Màu xuống. Căng xuống. Bày ra. Chụp phải cho đầu ông quýnh. Quýnh đồng đồng cho ông ấy. Chết rồi, ai càng. Chút nó vô mấy con đen, cứu em. Ông bực rồi, ông bước qua cái con cái người lại qua cái con. Con còn này sao còn ngứa chỗ đó dưới ruột. Không có hết rồi. Tại chỗ thì còn đẩy nó ở chỗ đây, đẩy nó ở chỗ đây. Nó chạy ầm vậy mà. Không còn nữa. Chồ chà thì giờ chị rửa chén cái ăn hồi rửa rồi bỏ không rửa.
Rồi bây giờ chị làm chị thùng thùng chị đôi chén đóng kêu chuyển ôi chuyện gì chính nó cứu vô này dạy ấy kêu nãy không nghe mà nghe tiếng rôn phốn mà biết rồi đấy à, mình kêu nó nghe mà nó ở trong mà mình nghe đấy, chắc vô chắc bị đập khỏi vô đâu á ở xuống kêu cô bé giờ gấp chứ không tiêu quá chút hỏi giận có cái chén anh à nhổ vậy nó quen vậy rồi nó ngứa nó bắt nhổ rồi nó bắt ngứa nhổ nó ngứa mửa nó ngứa mất hồn nhổ mửa cái này mà ngứa nó quen vậy chứ khổ đó là cái đạn ngứa kinh khủng thư hôm qua giờ đói bụng. Ê, đủ rồi chứ đi đâu rồi chạy giờ thớ cứ đói bụng nó nên nhô lông lông gì nhô rồi thì trà nó ba nhiêu nhô lông là anh biểu anh là nhô anh ba đừng nhô nữa anh ba hôm qua bó nhô con liêu nhô quá nhô quá đừng nhô nó hết đâu dẹp để lấy chiếc đạp chị du 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 nếu giặt đấy mà bước cho hết mỗi dân ghen người ta qua còn bước dài phải không ghen dài thì bước hết nó ngứa chịu uống được ạ à. Nó quen rồi là sao vậy biết quen rồi quen má con đợi nó bắt hết bắt hết rồi nè bắt gì ai chi đây hết đâu rồi nào? Có mấy con lại hẹn cho phải như bữa ăn chung đâu ra như bữa có được à. Thì bắt cho mấy con hôm bữa được trước là nhiều từ bách tiếp nó hết chứ để lưu sau nữa ra bách tiếp rồi chỗ đây được mày bước ra tụi lùi không được có con nào bên đứa ngoài lên lần ha nó kêu là chuột thấy thấy bà cụ mà thấy thấy thương thấy thương này kêu là tặng hầu con gái bà là đi học ở dìa cùng bầy á xong rồi là phải cào chắc nó hết chứ không có cách nào mà hết được giờ thấy bà nó ngứa chịu không nổi nữa rồi bình luận một cái sớ vậy buồn nó dài 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 chứa được đâu lại chỗ nào nó cho heo cái chòi vậy dù bách nó chùa cái bà phải ừ. Đúng á nhà vô cái bờ chòi đó cái bờ chòi đấy nấu côi cái nhại vậy mà nó đâu có đúng bữa sau xuống bách đôi ngay vào cái miệng chòi đấy ừ. Lo cái tôi à nhiều cũ già ướng hàng ấy quay chi là nấu dùng nấu coi biết không đi bà giải nãy mình thấy trời đó chùa dùng ra thấy ơi giống như hàng mà. Xong rồi bắt xong rồi cái vô cho là chống lấy tay trong gậy chống chống thì vô rồi chứ đừng có đi thấy à giải nấu như coi giờ nấu từ qua đấy xong bò vô tới trong đấy xong tách rồi thôi vô lên chiều dù liền này thứ này chiều nào tính đó bà tám lên kịch bản giống đạo diễn cái dạng này thằng giải mưa hay nhà vậy nó cũng tin có cái tiêu giấy những ai xem sắc bà già cụ qua trí biết không à nụ coi quá rồi đó đó giờ có gió lên được chút rồi má rồi Nhi ơi không nha, không trả lời nha chẳng rồi nha râu vô Nhi Nhi kêu một cái là một giọt nước mắt rớt xuống tươi thân Nhi cái nó đang nín rồi mà thằng Nhi giống như mà mới đưa nhóm mà bị giống như này là tức rồi không cái mẹ ngày trưa giờ sáng rửa mau giờ sáng rửa đứa nó giờ nó rửa vậy nhi cái biển nhi biển hai vợ chồng hai chén đi âm mâm đụng cho mấy à ăn hai lần bỏ vậy mà hiểu
xỉ chỗ sạch xỉ nữa, rồi luôn chút cho rậu vậy. Anh cứ ngâm quen cái tàu. Anh